trước mắt này chính là nỗi sợ dày dặn kéo dài của vương quốc Quân Siêu Phàm. Tiếp tục nào Phục Cưng. Ta chỉ có thể trấn áp nó ở nơi biên ải này, mà không thể nào giết chết nó vĩnh viễn, bởi vì nó tồn tại bằng nguồn năng lượng ô nhiễm bất tận. Ngày nào còn ô nhiễm, ngày đó nó còn tồn tại. Trước kia, vương quốc này là một vùng đất trong lành. Thiên nhiên đã ban tặng cho vương quốc này một thác nước thiên đường cùng một cây lúa mạch thần. Thế nhưng, rác thải từ con người đã vô tình hình thành nên một con quái vật xấu xí, vô cùng hung tợn. Việc ta có thể làm là để lại 4 món bảo bối để cho các đồ đệ bảo vệ môi trường, phụ giúp con người chống lại sự tấn công của con quái vật này và bảo vệ cây lúa mạch thần. Sữa Cun Sô-cô-la lúa mạch được tạo nên từ nguồn nguyên liệu thần kỳ nên có khả năng hồi phục tức thời. Con người được bổ sung năng lượng, làm việc không biết mệt mỏi. Người dân vốn dĩ có thể uống mãi không hết. Này các con đã lớn, đã đủ trách nhiệm để kế thừa 4 bảo bối của ta. Một. Dạ. Bảy. Dạ. Con nữa sẽ bầu con nè. Không. Con con sẽ bầu con trơn. Thổ. Dạ. Con mù xỉn nè. Không những kế thừa vị trí của ta, mà con còn phải gánh vác trách nhiệm làm tộc trưởng của 4 tộc. Hãy nhớ dẫn dắt tộc nhân bảo vệ môi trường và cây lúa mạch thần. Dạ, sư phụ. Uống đi. Quá tài nè. Quá tài phải uống đi. Sữa này có giúp ăn ngon và hỗ trợ tiêu hóa không sư phụ? Ừ, nhớ uống đều đặn để nâng cao sức khỏe nha con. Uống đi. Tranh thủ đi xuống núi đi, để rễ không đổi ý bắt học võ bây giờ. Đi. Ủa sư phụ, người không xuống núi cùng tụi con hả? Suốt chừng ấy năm,
Quốc vương xứ Cuôn Siêu Phàm không ngừng triệu tập quần thần để tìm cách hồi sinh cây lúa mạch thần đã khô héo, nhưng chưa lần nào thành công. Sở Cuôn Sô-cô-la lúa mạch giờ đây chỉ còn đúng 4 hộp cuối cùng. Quốc vương chỉ đành mang chúng niêm phong và giữ làm quốc bảo của hoàng cung. Kết tao hả đi? Sao mày đem rác mày cứ dục xuống ngay quán tao rồi sao tao bán? Tao qua đường xã nhà ông nội mày hả? Mày muốn sao? Muốn sao là sao? Mày có bằng không? Đi! Mày! Mày! Ông trưởng! Có người nhờ ngại lọc nước giùm mà. Trưởng, sao người chưa đi nữa? Đi đâu? Thì đi lọc nước, hồi nãy hùng hả nói rồi mà. Nãy ta có rồi mà. Ngày rồi sao không đi? Trước, tính sao quay ơi. Tộc trưởng, nước sạch của mình sắp hết rồi. Tộc trưởng ơi, khát nước quá tộc trưởng ơi. Thì đi uống nước hồ đi. Nước này dơ lắm, không uống được đâu. Chứ muốn uống nước gì? Uống nước sạch. Nước sạch, ở đâu ra? Vậy người xài bảo bình cuốn đi. Được rồi, các người hãy đi theo ta. Ủa sao không có nước vậy? Đúng rồi đó, lúc trước ở đây có một dòng suối nước rất là dồi dào, giờ căng queo vậy. Im lặng, để ta tập trung. Là hoạt động dữ chưa? Sao nó là bảo bình cuốn vô cực trong truyền thuyết? Rồi, vậy chắc tới Tết con go mới có nước uống quá trời. Các người bớt nói đi được không? Với cái tốc độ này, với cái mực nước này và cái số lượng này, tộc ta đổi tên đi. Tên gì? Tộc Sa Mạc. Sa Mạc khô khan. Ê, tộc trưởng. Tộc trưởng đang làm gì vậy? Đang rèn luyện. Rèn luyện xong rồi đó, đem dứt đi. Là sao? Thì tộc trưởng ta rèn luyện khả năng xếp hình, khả năng xếp giấy tình hình đồ vật xong rồi. Giờ mấy thứ này vô dụng rồi đó, đem bỏ đi. Ông kêu làm gì thì làm đó đi, thắc mắc hoài vậy. Ừ, nó nói đúng đó. Tộc trưởng, mọi người xin ngài xếp ra chuỗi dây chuyền phân loại rác thải kìa. Rồi đó, thì thùng rác đó, kêu tộc dân tự xếp hàng và phân loại đi. Vậy là hình thành dây chuyền phân loại rác thải như muốn rồi. Nhưng mà nói với tộc dân á là rác của ai nãy dọn nha, tự ý thức lên. Rồi sao tao kêu cái người dọn cái đống này mà cái người còn chưa chịu dọn nữa? Mà dọn đi đâu bây giờ? Cả Dương Quốc chỗ nào rác cũng chất đầy hình núi hết rồi. Tao biết chỗ đi dứt nè, qua đây tao chỉ cho. Thưa tộc trưởng, có kẻ dám vứt rác của chỗ của chúng ta. Vứt thì ngươi dọn đi, vậy cũng nói ta nữa. Báo! Tộc trưởng, bên ngoài tộc dân đang đến đòi người mau sử dụng áo giáp Cuôn Siêu Phàm để lọc không khí. Môi trường ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Rồi có ai chết chưa? Dạ chưa. Chưa thì lui đi, vậy cũng nói ta nữa trời. Nói nhiều quá ông chửi bao giờ hả? Thôi đi lẹ. Tộc trưởng!
động đó cơ. Dạ không có, tại Hụt Hạ thấy người ngủ mà cười như bị ma nhập gì đó, cho nên mới đánh thức người thôi. Mày ngầu. Xem chung xeo nữa là tao được gặp kinh lớn của ta rồi. Thiệt là mày trơn. Quách nhờ nhau. Xin lỗi tục chữ. Sao lại thằng mày bệnh tại dữ vậy? Nói gì nói lẹ đây. Dạ, người dân bên ngoài đến kiện cáo nhờ người đi thanh lọc môi trường giúp họ. Cái đầu mày bự mà sao não mày như trái nhỏ vậy? Nước giờ thì đi kiếm thằng Thủy, không khí bị ô nhiễm thì đi kiếm thằng Phong, còn thiếu công cụ thì đi kiếm thằng Mộc. Kiếm tao làm gì? Dạ thì kiếm ba vị tộc trưởng kia không được nên qua đây kiếm ngài nè. Là ba đứa kia không chịu làm. Tụi nó không làm rồi mắc gì tao phải làm hả? À. Lát là chất cao tới đầu, giờ thì còn nhẫn nhau được hay sao? Tộc trưởng, vô dụng như vậy mà làm tộc trưởng hả? Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Đồng hồ của anh Vạn Năng, đóng băng tức thì. Hồ biến. Đây là cái đồng hồ dùng để ngăn chặn sự ô nhiễm mà sư phụ đã chế tạo ra. Thấy nó lợi hại chưa? Đúng là tộc trưởng vô dụng. Người dân của mình mà ông còn đóng băng được hay sao? Bà con đừng nghe lời tộc trưởng nữa, đi về. Về 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 về. Nó chửi tao vô dụng kìa. Cô tỷ, mẹ tao sao? Vô dụng thiệt. Con. Mày thấy tao sao? Dạ cũng hơi vô dụng. Cũng hơi, tức là có. Không làm thì chửi vô dụng. Tới chừng làm rồi thì cũng chửi tao vô dụng. Đồng hồ này nó bị gì vậy ta? Nhớ bữa còn xài ngon lành mà. Ta đi gặp cái rớt của ta nữa đây. Sao nào? Mấy bên này mấy đứa ở vương quốc của ta thấy thoải mái không? Dạ có, thấy thoải mái lắm. Dạ có chứ, con với chị công chúa chơi vui quá trời luôn. Đúng không chị? Đúng rồi. Vậy thì tốt rồi. Ta muốn các con phải có một kỳ nghỉ thật thú vị với cái không khí trong lành và mát mẻ ở đây. Bẩm báo quốc vương, các tộc trưởng lại đùn đẩy trách nhiệm. Người dân thì đang kêu than vì môi trường đã quá ô nhiễm. Họ đã sử dụng quyền năng của bảo bối chưa? Dạ chưa. Người thì ngủ, kẻ thì lười, người thì ham ăn, người còn lại thì sức lực cũng chẳng tới đâu. Vậy thì họ giữ bảo bối để làm cái gì? Dạ thằng không biết. Lui ra. Phụ vương, con thấy nếu như mà bảo bối trong tay họ không thể nào phát huy được tác dụng thì chi bằng mà nó họ giao bảo bối ra cho mình đi, rồi mình sẽ sử dụng quyền năng của những bảo bối đó để cứu lấy môi trường xung quanh. Phụ vương thấy sao? Biết thì là như vậy, nhưng trong vương quốc này trừ họ ra thì đâu còn ai biết sử dụng bảo bối đó chứ. À phụ vương, con thấy bạn Tám Thuốc rất là đáng tin. Tên của bạn Tám Thuốc á có nghĩa là biết thuốc tất cả mọi thứ, cho nên là con tin khi mà bảo bối về tay mình rồi thì Tám Thuốc sẽ giúp mình sử dụng các bảo bối đó. Dạ đúng rồi, quý vương cứ tin tưởng đó con. Nếu được vậy thì tốt quá. Dạ. Con gái. Dạ. Truyền thư mời của ta triệu tập 4 tộc trưởng tới đây, nói họ giao ra bảo bối, chúng ta sẽ nghiêm túc bàn về việc thanh lọc môi trường. Tôn lại phụ vương. Nói gì đi. Mục đích chính hôm nay mà ta mời các vị tộc trưởng tới là tình hình ô nhiễm của vương quốc càng ngày càng bị nghiêm trọng rồi. Ta mời các vị tộc trưởng đến đây là vì chuyện đó đó. Vì chuyện đó? Mà chuyện đó là chuyện gì?
là vậy. Ý công chúa muốn là cái tộc trưởng giao bảo bối ra, xong rồi cùng nhau đi thanh lọc môi trường để cứu lấy Dương Quốc. Bảo bối mà ta giữ chỉ là cái đồng hồ coi giờ thôi, không có giúp ích được gì đâu. Đồng hồ của anh vậy nên đông bằng vậy nhận, tưởng ta không biết chết. Nói gì bà? Để tôi nói cho. Tộc trưởng của tụi tôi á, thấy công chúa dễ thương quá cho nên bị rung giờ nói chuyện hết được rồi. Để tôi nói thay cho ổng. Cái đồng hồ đó là đồng hồ của anh Vạn Năng, đóng băng vạn vật. Tưởng tụi này không biết chắc. Người làm như gác thải sẽ tự biến mất vậy. Giấy xếp của anh Thiên biến dạng quá của người, xử lý gác được đó. Cống hiến đi. Ta thấy gì sẽ gây là do ý thức. Công chúa là gì tìm muộn ta. Để tôi nói luôn cho. Tôi thấy cái việc xả gác là do ý thức. Công chúa, thay vì tìm tụi tôi á, thì nên giáo dục ý thức cho người dân. Nếu mà xả gác đúng nơi quy định á, thì đâu có chuyện gì xảy ra. Vậy ý mọi người tức là không? Đồng hồ của anh Vạn Năng mà ta giữ chẳng giúp ích được gì nếu như nó hoạt động một mình cả. Vậy nên nếu như ba người này chịu giúp sức thì ta rất sẵn lòng. Nhìn cái thái độ cũng đủ biết là tộc trưởng ta né tránh chuyện này. Ê, ủa vậy là sao? Thì là vậy đó. Vậy để tôi nói cho. Nếu như mà hai cái tộc này không giúp á thì mắc gì tụi tôi phải giúp. Ê, khoan. Ta muốn giúp cô lắm, nhưng nếu ta dùng đồng hồ đóng băng gác lại mà không có ai dọn thì cũng vậy à. Ba nha. Hả? Nhanh lên, đi lẹ lên, nó lấy bảo bối bây giờ. Sao? Ai biết. Hồi Dương. Ui, con gái. Con đi đâu vậy? Ta đứng đây đợi con từ hồi chiều giờ. Không biết là Phụ Dương nóng lòng, nhưng mà ta đã nghĩ ra một cách có thể chiếm đoạt được bảo bối của bốn tộc trưởng đó rồi. Chứ phải Phụ Dương kêu là con tập hợp các tộc trưởng lại để bàn bạc về vụ môi trường hả? À, ta nôn quá. Kết quả sao rồi con gái? Cũng như Phụ Dương thấy đó, có ai chịu đâu. Đúng rồi, bọn họ chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm cho nhau xong rồi tự động thoái trách nhiệm luôn à. Cứ theo cái đà này á, con e là... Ê, các người là ai vậy hả? Ta đang nói chuyện với con gái của ta. Các ngươi là ai mà xen vô đây? Phụ Dương, cái này là bạn con, Phụ Dương cũng biết mà. Bạn bè mà không giúp được gì thì tốt nhất đừng lên tiếng, biết chưa? Phụ Dương. Con gái, ta đã nghĩ ra một cách rất là hiệu quả. Cách gì? Ta sẽ ban truyền kén rễ cho con. Ai mà có đủ 4 món bảo bối trong tay, ta sẽ gả con gái cho người đó. Quốc Dương có người con gái duy nhất à? Giả thiệt hả? Trời ơi, khác gì đem đi người, đem người đổ lấy vật đâu trời. Cái gì nữa vậy hả? Ở đây ai cho phép các người lên tiếng? Hả? Ta cho phép chưa? Còn lên tiếng một lần nữa ta sẽ tống cổ ra, biết chưa hả? Quốc Dương, con thấy không ổn đâu. Đừng. Đúng rồi con gái. Quốc Dương phải xem biểu hiện của bốn người. Con vì ta hy sinh một lần thôi, một lần thôi, được không? Hy sinh gì kỳ vậy? Làm sao mà hy sinh chỗ đó được chứ? Im đi, chột nói nhiều. Nè. Con kêu nó im. Ta để ý rồi. Từ lúc mà con chơi chung với hai đứa này, con không còn nghe lời ta nữa. Đúng là gần đèn thì sáng mà. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là phía trước rồi. Biết vậy thì im đi, đừng có nói nữa. Nhưng mà ôi Dương, con mới tìm cách khác đi. Con không muốn đâu. Nếu như con không muốn lấy chồng, tại sao không thuyết phục họ giao ra bảo bối hả? Phụ Dương làm như con không có thử vậy á. Con nè, bạn chấp chớp với em tắm tút. Nói năng nỉ gãy lưỡi luôn mà vẫn cứ bỏ đi vậy thôi đó. Chứ đâu phải là con không cố đâu. Thôi nè con gái, cha biết là con hy sinh cho vương quốc này nhiều lắm, nhưng mà lần này vì những người dân trong vương quốc, con hy sinh một lần nữa đi nha. Lần thôi. Là nhẹ thôi chứ sao giờ. Đúng lắm là con gái ngoan của ta. Chị công chúa. Sao rồi? Truyền lệnh của ta, Quốc Dương kén rễ. Ai có đủ 4 món bảo bối, ta sẽ gả công chúa cho người đó. Và tặng kèm 4 hộp sữa cun, sô-cô-la, lúa mạch làm của hồi môn.
Giữa trưa trời nắng mình ra đây chi vậy tộc trưởng? Mày ngu quá, điên chợ mà la lớn vậy, phải không tộc trưởng? Mày mới ngu đó, quan trọng là tụi nó có ở nhà hay không. Cô Tí, người đi thám thính xem sao. Thám thính gì nữa, giờ này không có ai nè, mình tranh thủ vô châm lẹ, liệu nhiều tộc trưởng ơi. Mày đứng như vậy đi. Mày người đi lại đặng thám thính tình hình cho ta. Đi đi, nhìn cái gì nữa. Dạ. Tộc trưởng, có kẻ địch hả? Không phải, không có kẻ địch. Chứ là cái gì? Công chúa. Cái gì? Ủa, công chúa không ở trong hoàng cung đi, ở trong này làm gì? Đúng rồi đó, công chúa thiệt, nhưng mà công chúa này lạ dữ lắm. Lạ sao? Quay đây nè, tôi biết. Nhanh lên, nhanh lên nha. Quay đây. Nè, thấy lạ chưa? Cái thằng thổ này nó mê gái dữ lắm rồi. Thôi, tập trung chuyên môn đi. Là làm cái gì? Có phải á, là mình qua đây để tìm trộm bảo bối không? Ờ. Thì đi. Đi nè. Ủa, tộc trưởng, nghe làm cái gì vậy? Nghe làm gì á? Ba quên, công chúa mà ai không mê. Thôi đi lẹ đi. Nhanh lên. Phiền quá. Cứ về đi, nên nó không hợp tác mà. Thiệt, tao chưa thấy ai ngu như ngươi luôn á. Đã nói đến như vậy rồi mà vẫn không. Ngươi chửi ta ngu, vậy hợp tác với ta làm gì? Tao thấy ngươi hợp. Sự ngu của ngươi rất hợp với ta. Mà tao hợp tác với ngươi thì được cái loại gì? Tao nói nãy giờ không dưới 3 lần mà ngươi vẫn hỏi. Quên rồi, hỏi lại không được cái gì? Ta biết, ngươi không có thích công chúa. Ta với ngươi hợp tác, ta thì lấy công chúa. Còn bố một sữa cuốn xuống của la lúc mặt sẽ thù chừng ngươi được chưa? Đấy thì sao? Cái bảo bình của ta, cái bảo bối của ta thì cả cái người chọn cái chết, cái người tới cũng vậy với ta. Có ngon thì nhào vô. Dạ sao? Sao là sao? Quay! Quay! Giật đi! Cắt lên gì? Lên đây! Đậm trở thêm nhau lên! Nhào lên! Nè, đậm đi, đậm đi! Bước lên! Bước vô! Nè, đậm đi! Nhào vô! Kìa! Em nhào vô không? Phụ vô, có khi nào mấy người đó định đánh nhau thiệt không? Được chứ, phải đánh. Đánh tới khi nào một con đúng thằng nữa là được. Bao! Các tộc trưởng đã đánh nhau rồi. Phải như vậy chứ. Đánh mạnh lên, đừng làm nhỏ chuyện này nha. Dạ. Tiếp tục đi. Thấy chưa con gái, kỳ này bảo bối nhất định sẽ thuộc về tay của cha. Ta điều tra kỹ hết rồi. Nước của bọn họ dùng là từ đây đổ xuống. Bây giờ người hút hết nước sạch đem về. Bên đó không có nước dùng là khô héo hết cả đám. Tới lúc đó ta sẽ lấy nước sạch đổi bảo bối của bọn chúng. Người chắc cái kế này có ổn không vậy? 70% cơ thể con người là nước. Nhịn ăn 3 tháng thì được, chứ nhịn uống 3 ngày là quéo liền. Nghe cũng có lý đó, để ta thử. Bảo bình cuốn vô cực, thu nước sạch hồ biến. Giờ chừng nào hút sao? 5 tiếng.
Là 5 ngày đó. Có điên hả? 5 ngày tới lúc đó có nước vô gửi chén cho tiệc cưới của công chúa. Chứ cưới hỏi gì nữa. Ai tính rửa chén cho tiệc cưới của ta với công chúa vậy? Hắn rửa. Kẻ thù đó trước mắt, cưa mau dùng áo giáp quân siêu tạm hút hết cái sạch quanh đây, chừa lại khí ô nhiễm cho chúng hết tới bà luôn. Mà hút hết khí sạch lấy gì bọn họ xong? Chưa lúc chúng lấy hết nước sạch của người á, chúng có nghĩ đến người không? Không. Đi đi làm lẹ lên. Áo giáp quân siêu phàm, hào bên. Anh Giang nè. Nó làm cái gì vậy? Làm gì vậy? Áo giáp quân siêu phàm, hào bên. Hút mạnh lên. Hút tôi thui quá thở không được luôn á. Tao không được có nhiêu đó hả? Tao đang nguyên mình đi chạy. Vậy đó. Đúng rồi. Trong hồn của anh Giảng Sinh. Trong qua ngôi diễm. Trong qua ngay tao nói cho ta. Không biết. Hay quá mẫu ơi. Ê. Bảo bình quân của ta. Giờ tao đi cầu hôn công chúa đây. Cảm ơn cái người nha. Đồng hồ quân dạng năng của ta. Tại vì người liên minh, sao người lấy áo giáp quân siêu phàm của ta? Sau này người bớt ăn đầu chiên lên đi. Mở heo chiên mắt. Không thấy ta đang phản bội ngươi hả? Thôi vô chi. Thôi được rồi. Công chúa đang chờ ta. Tương lai sáng lạng đang chờ ta. Ta sẽ phái thiệp mời cho cái người sao. Vô dụng. Xem chút xíu nữa là bắn luôn bảo bối của ta rồi. Nhưng người bày kế đó. Tại vì yếu kém rồi mới thất bại. Cô dẹp đi, không có liên minh gì nữa. Giang Sinh Phàm thì nguy hiểm quá. Đại ngôi sao hô biên. Ta cô bảo cho các người. Đưa đưa là tộc trưởng. Vậy mày đi nắm tóc. Người nắm tóc trước đó. Bây giờ tao đếm 1, 2, 3 buông đi. Rồi tao đếm cho. 1, 2, 3 Giang Sao Ngô. Ta hời. Không tin một người trong các ngươi nữa. Nếu có lần sau, nguyên tộc ta sẽ tiêu diệt hết các ngươi. Xem ra nó càng ngày càng mạnh rồi. Mới giặt bị ngươi làm dơ nữa rồi. Nguy rồi. Con ơi, tụi con có chuyện muốn nói à. Nói gì? Nói đi con.
Đây là khẩu trang cool siêu phàm do Chớp Chớp và Tấm Tuốt vừa mới chế tạo ra. Nó giúp mọi người thanh lọc không khí mà mọi người hít vào á. Dạ, đây là khẩu trang, nhưng mà mọi người nhớ hộ con á là đừng có chạm tay vào bên trong phần này nha. Tại vì cái màng lọc cần được giữ kỹ càng á. Ok con. Dạ, dạ, chú ơi. Chú ơi. Đây của chú. Mà con ơi, cho chú 10 cái được không? Ủa, nhà chú đông người lắm hay sao mà chú lấy tận 10 cái vậy? Không, chú đi dành, chú xài. À chú ơi, cái này á thì mỗi người chỉ được một cái thôi. Nhưng mà cái khẩu trang này thì chú có thể tái sử dụng được á. Nên là chú khỏi phải lo nha. Đúng rồi, con cảm ơn nha. Dạ rồi. Dạ đi cha ơi. Dạ rồi. Đây, cảm ơn mọi người, lên nhận từ từ ạ. Đây, cảm ơn mọi người. Mọi người cứ từ từ ạ, ai cũng sẽ có phần. Ai cũng có phần nha mọi người. Anh phát đi nha. Cảm ơn bạn. Anh Chớp Chớp ơi. Hả? Có chuyện rồi. Chuyện gì? Tình trạng ô nhiễm nó ở mức nguy cấp đến nỗi mà người dân chạy nạn ở khắp nơi. Chú ơi. Chẳng lẽ tình trạng ô nhiễm nguy cấp đến nỗi mà khẩu trang cool siêu phàm cũng không lọc nổi không khí hả? Ủa vậy vậy giờ sao? Em không biết. Chú con đau nhiều không? Chú miếng sữa nha. Chị, cái này là sữa quân vị nha, giúp chị hồi phục nhanh lắm á. Chú sao sốt cao quá vậy? Em uống miếng sữa nha. Uống từ từ thôi, coi chừng nghẹn. Cái này là sữa quân vị nha, sẽ giúp em hồi phục rất nhanh. Ông ơi, ông thấy sao rồi à? Ông khỏe không? Uống xong rồi mình ngủ một giấc nha. Công chúa. Hả? Công chúa. Bây giờ ở ngoài còn tận mấy trăm người lận, mà cái chạy tị nạn của mình sắp hết chỗ rồi, giờ sao? Chị công chúa ơi, chuyện này quan trọng thôi nè. Sao? Nè, thứ nhất là sữa cool của mình gần hết rồi. Thứ hai á là không chỉ là những người dân đâu, mà còn muôn thú nữa. Họ sắp không chịu nổi với cái không khí ô nhiễm như vậy rồi. Nhưng mà bây giờ những người duy nhất có thể giải quyết vấn đề này chỉ có cái tập trưởng thôi à. Nhưng mà những tập trưởng đang bận chăm nhau mấy cái bảo bối á, làm sao mà giúp mình được? Thì đó. Giờ mình làm sao ta? Hay là mình báo cho quốc vương biết đi. Ông ấy rất là thương dân mà. Chắc chắn ông ấy sẽ mở thêm trại tị nạn thôi đúng không? Ý kiến hay. Quốc vương sao không mở thêm trại tị nạn đâu. Giờ này mình thấy cha mình lạ lắm. Đã hứa với mình á là chỉ mượn bảo bối của các tộc để giải cứu vương quốc thôi. Tự nhiên bây giờ lại cho các tộc gây chiến với nhau. Không khí lại càng ngày càng ô nhiễm hơn nữa. Khoan, em nghĩ á là có thể có ai là xúi giục quốc vương á, nên là từ đúng mới thành sai. Chị cũng không biết, nhưng mà thật ra chị cũng có linh cảm giống em á. Chắc chắn là phải có người nào đứng sai vụ này thao túng, chứ cha của chị không phải người vậy đâu. Đúng rồi. Ôi, vậy giờ sao? Tâm Tuốt, em báo cho ba ba với mama biết đi, bọn họ sẽ giúp mình á. Hả, anh nhắc em mới nhớ. Bảo vệ môi trường mà bốn thằng báo con này làm cái gì vậy ta? Mời bốn tộc trưởng bước ra nghênh chiến. Mời bốn tộc trưởng thủ thế. Bốn tộc trưởng bắt đầu nghênh nhau. Ai chớp mắt trước người đó thua nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Ê, anh cho mang gà trước cho mang gà đi mang gà rồi, mang trước rồi, cho mang gà là chết rồi, rồi chơi lại, sao chơi lại? Rồi bắt đầu lại nha, một lần nữa nha, rồi 3, 2, 1, bắt đầu. Ba mama, bạn này chính là bạn công chúa Cun siêu phàm. Mà là cái người bạn mà con đã kể cho hai người nghe á. Hiện tại tình hình đất nước rất bất ổn, chiến sự với nạn nhân khắp nơi hết. Con không thể nào tiếp đãi tốt cho ba ba với mama được. Mong hai người bỏ qua cho con nha. Không sao đâu. Không sao đâu. Ba ba bự và mama bay đã nắm được tình hình, đến đây là để giúp đỡ các con. Mama bay và ba ba bự đã thảo luận trước khi đến đây. Quả thật cái người mà có khả năng giải quyết hết tất cả những vấn đề ở đây chỉ có một. Là ai ạ? Anh hùng Tony. Hả? Anh hùng Tony? Phải.
Anh Hùng Tony là sư phụ của bốn chị tộc trưởng, là người tạo ra bốn bảo bối và là người đang chấn giữ quái vật rác thải ngoài biên ải. Đúng rồi, quái vật rác thải được nuôi bằng năng lượng ô nhiễm. Chắc chắn là cái kẻ chủ mưu đứng sau mọi việc đang muốn đưa quái vật rác thải trở lại. Mưu đồ chính là để tiêu diệt quân nước quân sư phàm. Ừ, vậy mình còn đây làm gì nữa, mau ra biên ải tìm anh Hùng Tony đi. Khoan đã, khoan đã. Đừng đi rất xa và ô nhiễm. Để tránh các loại virus nhiễm bệnh, các con mỗi đứa một chai, hãy uống để tăng cường sức đề kháng của mình. Rồi chúng ta cùng lên đường, được không? Dạ. Dạ. Đánh nhau hay là đi đóng mắt? Ai bày ra trò này? Ai? Ai? Thằng này nè. Ừ, nó nè. Thấy căng quá, pha trò xíu làm ghê. Giờ có đánh nhau hay không? Nói nhiều quá. Đánh sao cậu? Đánh nhau đi. Chạy ra cho ta. Chạy ra cho ta. Cậu mình luôn vô cực. Xuống nước. Ăn xong quá. Ơi. Ơi. Quay 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 quay. Rồi tao đi bỏ bố ra chơi đi ngon nè. Giấy xin quần thì miếng nhạc quá. Chạy vô cực. Biên. Quê là quê, là quê chung mình quê nhiều. Quê là quê, là quê chung mình quê quá. Thì ra gậy vô cực là cây củi. Các người im đi. Hãy coi ta thể hiện áo giáp của siêu phàm. Hộ bên. Sao im ngu rồi? Tưởng gì? Nó là cái áo giáp mà biến thành áo giáp chi nữa. Rồi ha, đúng là quân sư của ta. Chơi mà chơi trốn. Nhào vô. Xong rồi nào luôn. Chơi vô đây trốn gì vậy? Nhục xíu nhưng mà nó nhàn. Nhàn sao? Đợi tụi nó quýnh nhau mệt xong mình ra rút đồ. Quả là diệu kê. Đồng hồ cô nhạc năng, đóng vào một chút. Bọn chúng ta đều hết trong chưa? Sao các ngươi không nhường ta cứ trong chưa đây? Nằm mờ. Bé uống với người sao chứng ráng cưới được công chúa. Đúng nào rồi. Phải là của ta mới đúng. Cảm ơn. Ngươi vừa rồi vừa biến vừa học ngu. Ngươi không xứng đáng là bò mã đâu. Người xứng phải là ta. Chốt lại là cái ngươi phục chưa? Không phục. Tại sao cho cái ngươi tâm phục không phục? Áo giáp quân siêu phàm mở kết giới phóng qua dự kỳ. Ta kêu ngươi nhốt ba người họ. Sao ngươi nhốt ta luôn rồi? Ngu. Nếu mà mày đặt cây gió. Ta sẽ cho cái người tâm phục khẩu phục. Ta sẽ hạ trên cùng hôn ngủ công chúa. Công chúa. Bụi trong động hơi nhiều ha. Bốn thằng báo con ăn hại, ta nghi lắm mà. Không biết bây giờ tụi nó làm cái gì. Chứ không thể nào mà tự nhiên con quái vật rác thải này nó lại mạnh lên đột ngột như vậy được. Ta đã nghi ngờ rồi. Có kẻ đứng sau chuyện này, thao túng các tập trưởng, làm cho họ bất hòa với nhau. Giờ đây chỉ có người mới có thể khuyên ngăn các tộc trưởng đừng có đánh nhau nữa thôi. Xin ngài hãy cứu lấy Dương Quốc. Được, chuyện này nhất định ta sẽ điều tra. Nhưng
Nếu ta rời khỏi nơi đây, ai có thể trấn áp được con quái vật này? Chuyện này thì anh Hùng Tony đừng lo. Vợ chồng tôi sẽ ở lại đây trấn áp nó. Đúng rồi đó, chúng tôi đến đây chuyến này là để giúp Tony mà. Nếu vậy, ta sẽ đưa công chúa cùng với hai bạn nhỏ này về Dương Quốc trước. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, ta sẽ trở lại hậu tạ gia đình nông dân siêu phàm. Chuyện này vợ chồng tôi nên làm mà. Quái vật rác thải ơi, quái vật rác thải à. Đừng làm ta thất vọng. Đúng rồi. Đúng rồi. Ta sẽ tới tìm người sao? Các người chịu thua chưa? Thua. Ta thua. Ta không thua. Ta thua rồi. Mày thả ta ra đi. Áo giáp con siêu phàm. Thua rồi. Cấp bao. Thôi đi. Báo đời báo đốm gì báo hoài vậy hả? Ngươi mà báo nặng nhân một cái nữa tao quýnh ngươi liền biết chưa? Dạ không ạ. Có tập trưởng phong của tộc gió đã gom đầy đủ xính lễ đến để cầu hôn công chúa Côn siêu phàm ạ. Đi vô. Cho vô nhanh lên. Dạ. Muôn tao quốc vương, thần phong, trưởng tập gió xin đem xính lễ để cầu hôn công chúa ạ. Đưa đây, đưa đây, đưa đây. Mà quốc vương ơi, sau này thằng làm phò mã có được ăn đồ ngon, vật lạ không vậy? Ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi ăn hết. Mà khoan, con đem xính lễ lên để cầu hôn công chúa, mà sao nãy giờ không thấy công chúa đâu hết trơn vậy? Nó đi chơi rồi, ta nhận giùm thôi, chừng nào nó về ta đưa lại ha. Đấy. Con xin dân xin lễ ạ. Khoan đã. Sao tới hai quốc vương như vậy? Không lẽ tới hai con công chúa trời? Không đủ 8 món để cưới hai cô đâu nha. Hắn là quốc vương giả mạo. Ngươi mới là giả. Ngươi là ai vậy hả? Sao có ngày quốc vương dữ vậy? Ông nào thật, ông nào giả? Sao anh biết? Ta thương dân như con, ta mới là thật, ngươi là giả. Ngươi là ai mà dám giả dặn ta hả? Ngươi có mưu đồ gì? Ôi là ông là thật hả? Ai biết? Công chúa, cha của nàng, nàng phân biệt đi chứ. Hai ông như nhau luôn á. Không phải. Ừ. Không phải. Này con gái. Chắc là đúng hay sai? Cũng không phải. Không phải. Mọi người, có những cái vết sẹo mà cha ta có thì chỉ có ta mới biết thôi. Mà kỳ lạ là hai người này đều có. Cậu vậy sao? Sao vậy? Tấm Tuốt, em có cách nào không? Để em hỏi mấy bạn chim với mấy bạn chuột thử xem. Sao? Không có được, mấy bạn không có bạn nào biết hết á. Hả? Giờ sao? Kỳ vậy. Giờ sao vậy? Giờ sao? Bình tĩnh, ta có cách.
Trời ơi, sư phụ biết sao nãy giờ sư phụ không chịu nói? Mới nghĩ ra đó con trai. Sư phụ là anh hùng thì cái gì sư phụ cũng phải biết trước người ta chứ. Anh hùng cũng là con người mà con. Mọi người trong vương quốc này đều tôn sùng sư phụ là anh hùng thì cái gì sư phụ cũng phải biết trước, cái gì sư phụ cũng phải đỉnh hơn người ta. Sư phụ biết sao người ta thì sư phụ cũng chỉ là người bình thường thôi chứ có cái gì đâu. Nói quá nhiều. Ta biến khai thiên ở. Cái lũ các ngươi ăn no đừng mỡ rồi xí vào chuyện của ta. Đừng nghĩ ta đây không biết âm mưu của ngươi. Ngươi muốn chiếm đoạt tất cả bảo bối của đệ tử ta, hơn nữa còn muốn giải phóng cho quái vật rác thải. Nói rốt cuộc là ngươi muốn gì? Ta đâu có ngu, sao mà ta có thể kể được ta sẽ điều khiển quái vật rác thải tiêu diệt cái vương quốc này và biến nó thành trại thí nghiệm của ta được. Khoan, hình như có gì đó sai sai. Sao ta lại nói cái lý do đó lại ta? Không, cái người à, hai con vui biết leo cây kìa. Ta có tim nữa vô não ta đó. Bước lại đi. Đừng hoang mang các con. Ta thách ông cô nội hắn cũng không dám. Vụ này cứ để ta lo. Đừng đuổi theo. Đuổi không kẹp đâu. Quốc Dương. Tiền phải xem tình trạng Quốc Dương. Tiền có sao không? Không có giờ còn Quốc Dương. Đẹp. Quốc Dương. Dương có sao không? Hoàng cung mũi nhiều quá. Công chúa đừng quá lo lắng. Chút xíu nữa Quốc Dương sẽ tỉnh lại thôi. Sớm mà cũng lo không chết à? Nếu ta nói sớm, nhất định tiến sĩ Đờ sẽ phát hiện và khi đó Quốc Dương sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không còn chuyện gì nữa, ta xin phép cáo từ. Cảm ơn. Cha, cha tỉnh rồi hả? Được rồi. Con gái, thời gian qua con vất vả nhiều rồi đúng không? Dạ không, cha đã dạy con rồi mà. Bản thân con là công chúa của cả một vương quốc thì con phải có trách nhiệm với người dân của mình chứ. Với lại con cũng có bạn bè con giúp đỡ, đó là bạn Tám Thuốc với lại bạn Chấp Chớp, nên là con không có giấc giả đâu. Con nói vậy cha cũng yên tâm hơn rồi. Bây giờ con gái, kể cho cha nghe coi con đã trải qua những chuyện gì rồi. Kể thì cũng được đó. Nhưng mà trước tiên là cha phải uống cho con hộp sữa cun vị cam này để bồi bổ lại năng lượng, không biết kể được chứ. Cảm ơn con gái của ba. Sao đột nhiên nó thoát khỏi ra kết giới vậy? Em cũng không biết nữa. Có thể là do Tony không có ở đây nên chúng ta không đủ năng lượng để phong ấn nó. Không được, chúng ta đã hứa với Tony, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra ở đây. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Oh!
Trước khi xuống núi, các con đã hứa với ta những gì? Giữ cho môi trường Dương Quốc Côn Siêu Phàm luôn xanh, sạch, đẹp. Giữ cho môi trường luôn xanh, sạch, đẹp. Mà bây giờ đâu đâu cũng là rác thải, sông ngòi thì đen ngòm. Các con bảo vệ môi trường kiểu vậy sao? Sư phụ cũng biết được tụi con bị lừa mà. Không có lửa làm sao có khói. Tâm bất chính thì mới bị kẻ xấu dắt mũi. Tụi con cũng có dớp nhưng mà không đủ sức. Đúng rồi đó sư phụ. Không có đủ sức. Thường ngày tao luôn căn dặn các con phải không ngừng tập luyện, nâng cao kỹ năng. Bây giờ đến lúc sử dụng năng lực của mình thì lại bảo là không đủ sức. Không đủ sức làm sao? Còn cố gắng lắm rồi, không có đủ sức thiệt mà. Phải không? Mau lấy ra bảo bối và sử dụng cho ta xem liền. Người lên trước kìa. Mày giỏi quá, mày lên đi. Cái mặt của ông càng như vậy mày kêu tao lên, đồ mắc dệt. Lên đi. Người dám chửi ta? Mày Phong, mày là cái thằng mà lấy tất cả bảo bối của chúng ta để đi làm xính lễ cưới công chúa nè, thì mày đang có lỗi với huynh đệ đó. Làm sao cho được thì làm nha mày. Mày à, thằng Thủy nó lên rồi kìa sư phụ. Thủy à, có khi phách lắm. Lắm quá ngưỡng mộ. Nào, Thủy là số 1. Sử dụng bảo bối cho ta xem. Dạ. Bảo bình quân vô cực, lọc sạch nước sông. Biết. Sao kỳ vậy ta? Hút đầu 50-60 lít nước mà nhỏ ra được có 3-4 giọt nước sạch nè. Ai thất vọng, thất vọng. Ôi. Tưởng như nào. Ai. Tới lượt ngươi kìa. Lên biểu diễn đi. Coi ta. Nằm tướng như ghê vậy. Trời bộ. Thấy con chim kia không? Đồng hồ tôi dạng năng. Đóng ba dạng vật. Đấy. Đóng ba con chim. Không cần phải ghen, ta biết ta lợi hại mà. Phải không sư phụ? Cái con chim mất dạng. Chủ nhật rảnh tao sẽ đi tới tận tổ của mày. Sư phụ, có lẽ bữa nay con bị cảm, không có tập trung để vận công được. Con xin lùi về trước. Thôi. Yếu. Tới ngươi kìa. Áo giáp côn siêu phàm. Sao con không biến? Biến thành gì giờ trời? À. Biến thành áo giáp cho tao. Hài lòng chứ sư phụ. Cưng như vậy. Thằng giỡn. Thằng giỡn rồi. Đồ giỡn. Xuống đi, tới ta nè. Ôi. Miệng mồm cũng to đó. To bộ tên này có chút thực lực. Gì vậy? Dạ thưa sư phụ, hôm gài con chỉ tập xếp ngồi sao vậy thế chế tìm để tặng công chúa không à. Nhưng mà giờ con không biết xếp gì cho con gái này. Hết cứu rồi, đổi nó đi cho bộ. Chỉ vì một người con gái thôi mà con lại hành động như vậy, có đáng không? Rất đáng, rất đáng chứ sao sư bộ. Công chúa đẹp vậy mà. Đồ mê gái không vượt qua được cám dỗ của nhàn sách thì làm sao làm nó được chuyện lớn hả? Đồ vô vọng, đồ vô vọng. Cần nói vậy có đúng hơn sự vợ. Bốn thằng báo đớm năng lực như vậy làm sao các con có thể bảo vệ môi trường? Có mấy người ý thức kém, không chịu phân loại, thích quăng đâu quăng rồi sư phụ. Sư phụ, nó là hằng văn ghét của nhà con luôn á. Phải. Sao mắc vệ sinh vậy? Im mẹ. Ta tập trung các con ra đây là muốn nghe biện pháp các con đề ra trong tương lai, chứ không phải là muốn thấy các con cãi nhau. À. Sư phụ, đều còn cái vấn đề này dễ mà. Có gì đâu mà suy nghĩ cho nhức ốc à. Cách gì? Nói cho ta nghe nè. Thì bây giờ mình thấy tình tộc nhân nào mà xả gác là đóng băng nó lại vĩnh viễn luôn. Vậy là sao rồi? Thấy sao? Phải không sư phụ? Cái gì vậy sư phụ?
Như vậy mà cũng gọi là cách sao? Đồ ngu. Sư phụ, con có cách này. Nếu mà cái người dân nào á mà xả rác vô ý thức không có bảo vệ môi trường thì cho họ một ít tiền rồi đuổi họ sang tộc khác ở là xong. Sư phụ thấy sao? Có lý, có lý. Các con đã thấy được sự khác biệt giữa ta và các con khi sử dụng bảo bối chưa? Dạ có. Vậy sắp tới các con đã biết mình làm gì chưa? Dạ tụi con sẽ chăm chỉ hơn. Đi thôi. Ôi gì vậy? Đúng đâu mà con dạng này, đúng không ô nhiễm? Khỏi. Nhanh gom rác lại, nó đúng không được lâu đâu. Sao bữa nay thời gian đúng bằng nhanh hết vậy? Ai nhắc quân sư phạm? Ông tổ quân nhiễm. Ôi. Bỏ mình quân vô cực, lọc sạch nước sông. Quân. Sao con cứ vẫn còn như vậy? Rớt nó còn như vậy. Ủa sao? Ủa? Tôi nhớ cái bộ bướm này mạnh lắm mà. Sao bây giờ công dụng của nó càng ngày càng yếu vậy ta? Tụi nào có biết đâu. Bọn giờ sao? Tôi thấy mà cái loại bảo vật này nó không có tác dụng rồi. Bây giờ mình phải gom góp bằng tay thôi mọi người. Rồi làm đi mọi người. Rồi đi mấy anh. Chuyện gì vậy? Anh chị biết rồi, cảm ơn em. Anh chắc chắn, anh chắc chắn. Ba ba và mama có chuyện rồi. Hả? Đi, đi. Ôi khoan khoan khoan. Hơi vũ khí. Đi lẹ nè. Ba ba mama. Ba ba mama ơi. Ba mama. Con mau chạy đi. Hai con chạy đi. Tụi con sẽ em vợ mama. Tâm Tuốt, em muốn lấy cái bảo bối mà tụi mình vừa mới nghiên cứu ra đi. Dạ. Đây, ba ba mama cứ đợi tụi con. Yeah!
không ngờ nó mạnh đến như vậy. Đừng lo, tao có cách. Hết giới lưỡng cực. Sao người lại thoát ra được? Hơn nữa lại ngày càng mạnh hơn rồi. Sư phụ! Sư phụ! Chúng con tới rồi đây! Nộ lắm Quyển! Bất diệt thương. Không thể nào chiến thắng tao được đâu. Sư phụ, cho tụi con vào nha. Đúng rồi, để tụi con giúp chết với sư phụ. Sư phụ, con muốn học võ để sau này mạnh giống như người. Cái gì? Đó giờ mày có thấy sư phụ sử dụng sức mạnh lần nào chưa mà đòi mạnh giống như ổng? Trang phục của sư phụ rất ngầu. Tóc dài hai mái. Đó là dấu hiệu của một kẻ mạnh. Huynh đang làm cái gì vậy? Thì ta cũng tóc dài hai mái nè. Như vậy có được gọi là mạnh không hả? Mạnh. Cậu mạnh nha. Mạnh à, cậu mạnh. Xin người hãy biểu diễn cho tụi con xem với dạ. Biểu diễn đi sư phụ. Hãy biểu diễn đi sư phụ. Ôi, chiêu gì đó? Chiêu gì vậy? Cái chiêu gì lợi hại như vậy? Ôi, trời. Sư phụ, dạy cho con đây. Con dạy cho con đây. Chiêu này có thể giúp các con tạm thời nhân sức mạnh lên gấp nhiều lần. Nhưng đổi lại, sinh mệnh của các con sẽ không ngừng bị thiêu đốt. Cái gì? Người ta sẽ chết, người ta mới học võ mà này tiêu hao sinh mệnh gì trời? Đúng rồi, sư phụ đâu. Cho nên chiêu này chỉ sử dụng vào lúc cấp bách và để bảo vệ những người mà các con thật sự thương yêu. Dạ. Sư phụ đừng làm vậy. Sư phụ. Thôi đi, cứ đi rồi. Làm chuyện có đáng không? Đáng. Các con hãy nhớ rèn luyện và bảo vệ môi trường. Tại vào sứ mệnh bảo vệ người dân và Dương Quốc là cho các con. Người thương hợp nhau.
không thể nào. Xin hãy nhận chúng con làm đệ tử. Được. Nhưng trước tiên ta muốn nghe ước mơ sau này của các con là gì. Thưa sư phụ, con muốn có năng lực trồng thật nhiều cây xanh để bảo vệ môi trường. Sư phụ, con muốn bảo vệ quốc. Huynh đệ, tại sao riêng con muốn giữ không khí được trong lành, còn con muốn người dân luôn có nước sạch để uống. Sư phụ. Các con lại đây. Dạ. Cảm ơn sư phụ. Dạ con cảm ơn. Con vậy mướn mang rồi. Con cảm ơn sư phụ. Con cảm ơn sư phụ. Ta hy vọng với đôi giày này có thể đồng hành cùng các con chinh phục những ước mơ trong tương lai. Mày vô đi. Mày vô. Con không nỡ xa thầy. Cũng đã đến lúc thực hiện lý tưởng của mình rồi các con à. Sư phụ, anh em tụi con sẽ hoàn thành sứ mệnh tiêu diệt quái vật để cho người có thể sớm tiêu vào tự tại du lịch khắp nơi. Dạ đúng rồi, chúng con sẽ chăm chỉ rèn luyện và đoàn kết với nhau bảo vệ môi trường và vương quốc. Nhất định không làm sư phụ thất vọng. Được rồi, các con đi đi. Sư phụ. Đi đi. Sư phụ. Thôi ở lại học võ tiếp đi nè. Thôi đi. Sư phụ. Sư phụ Tâm Ly đã hy sinh oanh liệt vì tất cả chúng ta. Và vì vương quốc này, chúng ta không thể nào để cho sự hy sinh đó trở nên vô nghĩa được. Mama nói rất đúng. Bây giờ các cậu phải mạnh mẽ hơn nữa. Lúc này là lúc chúng ta phải hợp sức cùng nhau tiêu diệt kẻ ác để bảo vệ cho người dân, bảo vệ cho vương quốc. Nhưng mà các anh cũng đừng có quá đau buồn nha. Việc em thấy mình nên làm hiện tại á, mình nên báo đáp cho sư phụ bằng cách mà sư phụ mong muốn ở các anh, đó là đồng tâm hiệp lực. Hiện tại người dân chỉ có thể trông cậy vào các anh thôi. Đúng rồi, tụi em sẽ luôn bên cạnh mọi người mà. Chúng ta về thôi. Không còn Tony, với sự lười biếng, ích kỷ và hèn nhát của các người thì cái vương quốc này cũng ngập toàn rác thôi. Và ta sẽ biến nó thành vương quốc của ta. Lúc đó không ai ngăn cản được đâu. Ta sẽ trở lại và lôi hải hơn xưa. Tiếng gì không? Hắn ta đã triệu hồi quái vật rác thải rồi. Triệu tập 4 tộc trưởng ở đây để bàn bạc.
nhanh lên. Truyền lệnh của ta sơ tán người dân tới nơi tị nạn, nhanh. Dạ. Ủa, tại sao lại như vậy? Chẳng phải quái vật cái thải đã bị sư phụ tiêu diệt rồi sao? Ui. Ui, chân thải. Ui, đừng làm chú. Ui, chạy nhanh đi. Nguy rồi. Chúng ta hãy kêu gọi người dân chung tay đoàn kết để cứu lấy Dương Quốc. Đúng vậy, cứ rèn luyện người đoàn kết mới chiến thắng được. Đi thôi, chúng ta không thể chậm trễ được. Mọi người, những ngày qua nhờ bốn tộc trưởng và người dân đã rất tích cực hỗ trợ. Không khí ở đây rất là trong lành. Ta rất là cảm kích và vui mừng. Nhưng mà chúng ta vẫn còn một mối nguy hiểm luôn rình rập. Đó chính là quái vật rác thải và tiến sĩ Đơ. Mặc dù chúng ta rất tích cực để bảo vệ môi trường, nhưng mà sức mạnh của quái vật không hề suy giảm. Nguyên nhân là do tiến sĩ Đơ đã nhúng tay vào. Đúng vậy. Đây là tình huống cấp bách. Mà ta nghĩ chỉ có bốn tộc trưởng ngồi ở đây kết hợp lại với nhau mới có thể tiêu diệt được chúng. Nhưng mà ta nghĩ những ngày qua các tộc trưởng chắc cũng phần nào vất vả vì rèn luyện và điều động người dân. Ta biết điều đó cho nên đã chuẩn bị sẵn một thứ cho mọi người. Công chúa. Dạ. Phụ vương của ta đã có chuẩn bị trước rồi, cho nên là căn dặn ta đem tới cho mọi người. Đây là bảo vật của vương quốc quân siêu phàm. Mục đích là để bổ sung thêm năng lượng cho bốn vị tộc trưởng ở đây để chiến đấu cái ác mà. Mọi người lấy một hộp nha. Lấy một hộp đi. Cảm ơn. Cảm ơn công chúa. Ta cảm ơn. Cảm ơn công chúa. Sữa cồn chocola lúa bạch này không chỉ cung cấp thêm năng lượng cho bốn người chúng ta mà còn cung cấp thêm năng lượng cho bốn món bảo bối nữa. Vậy thì tốt quá rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chia ra hai đội. Một đội sẽ chiến đấu với quái vật rác thải. Đội còn lại sẽ chiến đấu với tiến sĩ Đơ. Còn gia đình nông dân siêu phàm đã có rất nhiều năm kinh nghiệm để chiến đấu với tiến sĩ Đơ. Và lần này gia đình của chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Vậy thì quái vật rác thải xin phép giao lại cho bốn tộc trưởng. Các vị có ý kiến gì không?
quyết định vậy đi. Khoan, chúng ta chờ sẵn ở đây để đón đầu con quái vật. Nghe âm thanh từ lòng đất là ta biết nó đến rất gần rồi. Vậy ship của anh Thiên bí nhãn quá. Đồng hồ của anh nhãn năng. Bảo bình full vô cực. Nào giáp full siêu phàm. Bốn đội trưởng ơi, hãy mau tạo ra dòng kết giới nhốt con quái vật này lại đi. Nào giáp full siêu phàm. Biên trưởng à, bảo bố của các bạn được từ một nguồn lực do Tony tạo ra. Vậy thì chúng ta có hợp thành một được hay không? Đúng rồi, gia đình chúng ta sẽ giúp các cậu giữ chân nó. Nhưng trong khoảng thời gian đó, các cậu phải tập trung năng lượng và tinh thần để tập hợp bảo bối. Cảm ơn bảo bối. Bye bye. Giáp của anh siêu phạm. Vị ship của anh thêm bí hiện quá. Bảo bình của anh vô cực. Đồng hồ của anh dạng năng. Hãy cho ta sức mạnh hợp nhất. Ngươi đang tìm thứ này đúng không? Đừng cố gắng vô ích. Mở đầu hàng đi. Đừng hòng. Ta không đầu hàng đâu.
là kỳ thường của sư phụ. Kỳ thường còn đây, nhưng sư phụ của chúng ta thì... Con nhớ sư phụ. Sư phụ. Các tộc trưởng à, xin các tộc trưởng bớt đau buồn, chúng tôi có chuyện muốn nói. Trong lúc sư phụ bị phát nổ cùng với quái vật thì cây thương này đã giữ lại được một tia thần thức của sư phụ. Vậy chúng tôi đã đem cây thương này về, sau đó đã nhập thần thức trong cây thương này và một mầm cây. Tình hình lúc đó chúng tôi không tiện nói ra, và bây giờ chúng tôi xin phép giao lại cho bốn tộc trưởng. Sư phụ. Sư phụ. Bốn vị hãy đem mầm cây này lên đỉnh núi Kun để trồng và chăm sóc. Đó là nơi tốt nhất để hấp thụ tinh hoa của ánh sáng, không khí và nước đầu nguồn. Khi hấp thụ đủ tinh hoa đất trời, thì trăm năm sau, sư phụ sẽ hồi sinh trở lại. Với điều kiện môi trường phải được giữ gìn trong lành, người dân của Dương Quốc phải sống hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười.